Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay đầu tuần thứ hai Bắc Mỹ Mountain Time. Chúc anh chị em, các bạn ở quê nhà gặp được nhiều may mắn. Thì ở Việt Nam hiện nay là có cái chương trình đá bóng. Tôi theo dõi mạng thấy rất là vui. Thấy anh chị em, các bạn xem đá bóng. Có những cái phải nói là Việt Nam mình, mặc dù đất nước đang gồng mình chống dịch, nhưng người dân Việt Nam họ cũng phải nói là rất là lạc quan, lạc quan và yêu đời. Cái cuộc sống thì nó chỉ có vậy thôi. Dịch thì mình, nhà nước Việt Nam tôi thấy họ cũng đang tìm cách để đặng mà khống chế cho nó tốt hơn, anh chị các bạn. Nói chung thì tôi thấy có một số những cái truyền thông báo chí, ngay cả những cái kênh nước ngoài, truyền thông của nước ngoài, tụi nó phê phán Việt Nam về vấn đề mà chống dịch. Thì mình cũng có theo dõi cái đề tài đó. Nhưng mà hôm nay là mình muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài mà cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại nó luôn luôn tìm đủ mọi cách, nó xuyên tạc quê hương đất nước Việt Nam mình. Lại mình theo dõi ở những cái diễn đàn mà đấu trường, anh chị các bạn. Các bạn lên mạng sẽ thấy rất rất là nhiều những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, khố gách áo ôm khôn nhà, dạy chợ ở bên Mỹ. Tụi nó lập lên, tôi nói anh chị các bạn, hàng nghìn diễn đàn. Nó xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam. Các bạn vào trong những cái diễn đàn và những đấu trường của tụi nó, nhìn mặt hàng nào cũng trí thức lắm. Nó lên mạng, nó nổ banh xác luôn. Tôi nói anh chị các bạn, khi các bạn sống ở nước ngoài thì các bạn mới biết được, chào anh Lăng Phùng, chào anh chị các bạn trong diễn đàn, mới biết được những cái giả tâm đạo đức giả như của các bọn này. Các bạn biết mấy cái tụi này hả, nó sặc mùi chống phá xuyên tạc đất nước Việt Nam, nó không từ mọi thủ đoạn gì hết. Mà các bạn biết mấy thằng này hả, nó đang sống ở Đức nha. Các bạn biết đại đa số tụi nó ở nước ngoài, Mỹ, Đức, Úc và những cái quốc gia mà nó xuyên tạc chống phá đất nước, mạnh nhất là hiện nay là Úc nè, Mỹ nè, Đức, Úc. Các bạn biết ba cái quốc gia này, tụi nó lên, nó làm giống như nó là những cái người đấu tranh cho quê hương đất nước đó, mà nó giả danh những cái người mà nó sống ở trong nước. Các bạn tưởng đâu nó ở trong nước không, mà khi mà tìm hiểu thì mới biết nó đang ở nước ngoài. Như cái thằng này cũng vậy. Các bạn thấy cái thằng này sắc mùi chống phá xuyên tạc đất nước, thằng này. Mà các bạn biết hả, vào trong đấu trường, vào trong diễn đàn của nó, những cái đấu trường mà xuyên tạc chống phá đất nước hả, nó xuyên tạc không từ một cái thứ gì. Bởi vì tôi chửi cái lũ này là cái lũ khốn nạn, cái lũ khốn gách áo ôm khốn nhà dạy chợ. Cái đám chống cộng cực đoan ở hải ngoại, các bạn biết ở bên nước ngoài nó làm cái gì không? Nó đi làm cu ly. Nó đi làm cu ly mà nó bình luận về kinh tế, nó xuyên tạc Việt Nam không từ một thủ đoạn gì. Cái thằng này nè, nó đi, nó làm, các bạn biết nó làm bên cái nghề mà gọi là đi lót gạch, đi lót nhà cho người ta, đi sửa nhà lót gạch cho người ta, mà nó chê Việt Nam không từ một thứ gì. Còn cái thằng này thì cái thằng này thì các bạn thấy nó lấy những cái diễn đàn tiếng nói từ lòng dân. Tụi nó ở nước ngoài, các bạn biết, ở trên cái không gian mạng này, những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước á, tụi nó lên mạng, cái sự giả dối của tụi nó là gì? Nó không bao giờ nó lấy người thật, việc thật của nó đâu. Nó lấy nick, còn không nó lấy những cái sự xảo trá, bịp bợm của nó để nó lừa những cái người mà nhẹ dạ cả tin trong nước. Nghe nó lên, nó xuyên tạc, nó đánh bóng cái cuộc sống của nó ở hải ngoại. Các bạn thấy tụi này là toàn là cái lũ khố gách áo ôm không à. Toàn là cái lũ gọi là dân hạng ba, hạng bét của ở cái xứ tại, sở tại mà chúng nó đang sống. Bởi vì đó là lý do tại sao lại mình có mặt trên cái không gian mạng này cùng với anh chị em các bạn suốt mấy chục năm nay. Tụi nó làm y như thật vậy. Cũng như thằng Benny Trương, Tân Thái, thằng Lý Sào Phạm, tụi Đào Minh Quân, rồi những cái tổ chức xuyên tạc chống phá ở trên đất Mỹ này, tụi nó anh chị em, toàn là một cái lũ khố gách áo ôm khôn nhà dạy chợ. Cho nên tụi nó rất là ghét tôi khi mà tôi chia sẻ về những đời sống thật sự của tụi nó ở trên cái đất nước sở tại.
Như cái thằng này cũng vậy anh chị các bạn biết. Đấy, nó vô nó xuyên tạc. Tôi đưa ra những cái bằng chứng cho nó câm cái miệng chó nó luôn. Tại vì nó chụp hình các bạn biết, nó ngáo chính trị. Nó đi làm thấy mẹ nó luôn. Nó đi làm ở xứ người ta các bạn coi đó. Nó sống ở cái nhà của nó. Cái nhà của nó như vậy nè. Tại trong nước tụi bạn, các bạn khó mà tìm được mấy cái tin tức của mấy thằng này lắm. Mấy thằng này mà nó nổ á, là tôi lên hồi đi vô Facebook nó là tên của nó tôi tìm ra hết rồi. Các bạn thấy không? Nó sống còn thua một con chó ở xứ người ta nữa. Nhưng mà nó quay về Việt Nam nó xuyên tạc. Không phải là mình chê bai cái cuộc sống, cách làm việc, đời sống nó, các bạn mới coi đó. Đời sống, nhà cửa nó sống, nó lên mạng thì nó làm giống như nó là một thương gia, một chính trị gia hay là một cái gì đó đang gọi là cứu dân ở trong nước vậy. Bà mẹ, bởi tôi nói mấy cái đám chó má chống phá đất nước ở hải ngoại vào trên Facebook này, ngày xưa ở mấy cái đấu trường, những cái mạng xã hội nơi khác cũng vậy, ngày đêm các bạn. Bởi vì tôi thương cái đất nước quê hương Việt Nam của mình, là gì, cái đám khốn nạn này nó xuyên tạc, nó chống phá không từ một thứ gì, lên vào trong mấy cái đấu trường như vậy, nó nói chuyện thì trên trời dưới đất không có một cái bằng chứng nào hết. Ngay cả nó xuyên tạc Việt Nam về vấn đề ổ gà cũng vậy các bạn biết. Tại vì nó đâu có nó ngu mà nó dốt, nó đâu có biết, nó tưởng đâu ổ gà. Nếu mà ổ gà đó, các bạn nghĩ đi, các bạn lên mạng mà các bạn đánh ổ gà thì khi tiếng hàng Mỹ nó dịch, nó tưởng đâu mình đi tìm cái ổ gà để nuôi gà hay con gà nó đẻ. Việt Nam mình gọi là ổ gà. Còn các bạn biết nó đâu có hiểu cái chữ phát hô đâu. Thành ra nó tìm đâu ra. Trong khi nước Mỹ của nó, các bạn biết ê chề những cái ổ gà. Mà các bạn biết hàng năm vậy đó, thiệt hại dân Mỹ tới 5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho dân Mỹ đó. Ổ gà, tôi đưa ra những cái link, nó cầm cái miệng chó nó luôn ở mấy cái đấu trường đó. Tại vì nó đâu có hiểu. Ngay cả các bạn biết những cái mà nó xuyên tạc Việt Nam về bot. Tôi không biết ở Việt Nam chữ bot nó viết bot viết là bằng cái viết tắt cái gì, tại tôi chưa có tìm hiểu. Nhưng mà các bạn thấy khi mà nói về tiếng Anh á, nó đâu có biết ở bên Mỹ bot là cái gì đâu, nó gọi là thorot. Các bạn thấy khi mà tôi đánh ra, các bạn biết Mỹ hả, nó vô số những cái bot mà bot giống Việt Nam á, mà tốn kém dân Mỹ biết bao nhiêu tiền. Bởi vì cái lũ chống phá xuyên tạc đất nước ở hải ngoại này, tôi nói chị bạn, tụi nó là những thành phần chó má, cái sự khốn nạn của tụi nó. Các bạn nhìn thằng mặt thằng nào nấy nó lên mạng á, nó làm nó giống như là trí thức không à, giống như các bạn mà gặp ông Đỗ Thông Minh cũng vậy nữa. Chỉ là một cái tay mà gọi là đi chống cộng rất là khét tiếng, mà các bạn đánh lên mạng xã hội, các bạn đánh tự nhiên tôi quên hay nó quên rồi, có gì học giả Đỗ Thông Minh coi, chàng ơi nó tràn lan hết. Nếu mà những người nào mà không biết tưởng ông này là học giả, nó tự phong lên không ha, nhiều lắm anh chị các bạn ơi. Nhiều, tôi nói ở trên cái không gian mạng này, mấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá ở đất nước ở ngoài, tụi nó tự phong lên, nó phong lên, nó thành thánh, nó phong lên. Rồi nhiều người trong nước tưởng đâu nó là dân chống cộng, gọi là gạo cội thứ dữ không à. Các bạn thấy toàn là dân cu ly đầu đường xó chợ. Tôi nói cái ông Đỗ Thông Minh mà tự phong học giả đó, một tay mà các bạn biết năm 75 đi qua Nhật học về hóa chất chemistry, học không xong rồi đi tham gia với tụi Việt Tân, ông tổ chức của Hoàng Cơ Minh đó. Tại vì tôi in nguyên cái lý lịch của ông ra, lúc mà tôi tìm được ông cái lý lịch của ông á, sau này ông xóa đi cái quá trình của ông tham gia ngày nào tháng nào, ngu chết bà cố luôn, rồi qua Nhật học bao lâu, rồi học rồi bỏ giữa chừng, rồi đi hoạt động trong Hoàng Cơ Minh, rồi xong rồi bất mãn thấy không được, rồi quay trở về rồi tham gia những tổ chức chống cộng bên Mỹ. Các bạn biết nó mời ổng qua bên Nhật á, nó mời ổng qua Mỹ diễn thuyết diễn giả. Tại vì ổng chống cộng ghê lắm, ổng chống mà nóng lạnh luôn, mà ổng nói rất là hay nha. Những người nào mà yếu tim á, là tưởng ổng là học giả thiệt. Hồi ở Power Talk tôi cầm microphone tôi hỏi, xin lỗi anh là học giả ở đâu ra vậy?
Trên cái lý lịch của anh để anh chỉ là một người đi học. Ông ú ớ ú ớ ớ xong ổng chửi, mà lúc đầu mà ổng mà bí lối ổng chửi, ổng chửi coi như là lấy thúng lấy gỗ mà đừng, ổng chửi tục á. Bà chứ mấy thằng chống cộng tụi nó, tôi nói anh chị các bạn biết, nó đạo đức giả lắm, tụi nó rất là mất dạy, toàn là một cái lũ ở bên ngoài đó, gọi là tôi gọi là lưu manh giả danh trí thức. Cái đám chống cộng cả một lũ lưu manh giả danh trí thức, đời sống tụi nó. Bởi ở mấy cái đấu trường mà chống cộng, mỗi lần mà tụi nó mà thấy tôi vô là thôi nó nói không lại là bắt đầu nó đi báo cáo, nó báo cáo. Tại vì nó cái sự ngu xuẩn của tụi nó mà nó qua nước người ta, là anh chị các bạn biết thằng nào cũng vậy chứ, nó qua ngộ ghê á. Cái người Việt của mình họ dở cái chỗ đó, họ đi qua được nước người ta rồi các bạn biết làm sắp mặt luôn, mà sống luật lệ thế má đu mọi thứ, những cái vấn nạn của đất nước sở tại họ không dám nói. Mà họ quay về Việt Nam, các bạn vô nhà, vô những cái diễn đàn của cái thằng mất dạy này nè, mà nó xuyên tạc Việt Nam không ghê nữa thôi đó. Tôi nói chị bạn bồ hả, nó xuyên tạc Việt Nam mà không nóng lạnh nữa thôi đó, không trừ không từ một cái thứ gì. Cái thằng này rồi cái thằng này nữa, cái thằng này nó lên nó lập cái diễn đàn này nè, cái thằng này nè. Hoàng ơi, bởi vậy còn ở trên cái trong nước thì tôi nói chị bạn, trong nước cũng có một số những thành phần bất mãn chế độ, rồi cũng lập lên những cái diễn đàn nào là chống tiêu cực nội bộ đảng, rồi chống tham nhũng. Tôi nói chị bạn, toàn là những thành phần bất mãn chế độ không, chẳng có yêu nước thương dân gì. Một số những thành phần như vậy, bởi vì vào trong mấy cái diễn đàn đó, tôi nói hồi lúc trước nhiều ông mà gọi là nghỉ hưu á, làm cho cơ quan nhà nước mà nghỉ hưu á, gặp tôi kết bạn với tôi lúc đầu còn phái phái sau cái vụ mà mấy cái đám chống cộng nó dí tôi. Bàn ơi, sau này là vô tôi vô mấy diễn đàn của mấy ổng là tôi cãi với mấy ổng, là mấy ổng quỷ kết bạn hết trơn. Tại vì họ sống không có thực tế, họ bất mãn chế độ, họ theo bác và đảng xong rồi họ bất mãn, rồi họ nghỉ hưu xong rồi họ lên mạng họ lập những cái diễn đàn, các bạn biết nhìn đau lòng lắm. Nhiều ông bên quân báo, làm bên quân báo, làm bên cán bộ, làm nhiều lắm, đại đa số nghỉ hưu, còn một số những con của gia đình gọi là cán bộ cũng bị nữa, xong rồi giống như là sa cơ thất thế, rồi cũng quay qua chửi bác, chửi đảng, chửi quê hương đất nước, giống như cái con mà ma dơ vui vẻ mà. Cái tên thật của nó là Nguyễn Thu Hương đó, các bạn thấy đau lòng. Những cái thành phần đó rất là, phải nói là rất là đau lòng. Bởi vì cái xã hội không gian mạng này đã làm cho những cái con người như con ma sơ vui, con ma dơ sơ vui vẻ, các bạn biết, nó bị ảo tưởng. Gia đình nó cũng là cách mạng, các bạn thấy không? Nó lên mạng, nó phe phan gia đình đời này đời kia cách mạng. Nhưng mà chỉ vì những cái quyền lợi cá nhân riêng tư của nó không đạt được cái mục đích. Rồi nó được những cái thành phần chống cộng, những cái đám mà Việt Tân, cái đám chống cộng ở bên hải ngoại, nó mê lắm, nó mê những cái con ma dơ vui vẻ này. Và những cái người mà cán bộ, những cái diễn đàn mà gọi là chống tham nhũng, chống nội bộ đảng rồi trên Facebook này nè, tôi nói gì các bạn biết, tụi nó mê lắm. Nó vô, nó chăm chọt, nó vô bắt đầu nó dùng những cái tiếng nói với người đó để nó gọi là gậy ông đập lưng ông mà, các bạn biết. Thì cái mạng xã hội mà, với lại cái người Việt Nam của mình, nhiều người theo bác và cái mà đau lòng của tôi là gì, nhiều người theo bác và đảng, nhiều khi họ bất mãn cái gì đó họ quay qua họ chống phá ở trên mạng này nhiều, tôi thấy rất là nhiều. Đấy. Còn mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại là tôi chửi tôi nói sắc bén luôn. Mấy ông tôi thấy là tội nghiệp nhất là mấy ông mà lão thành cách mạng. Các bạn biết mấy cái diễn đàn mà mấy ông lập ra, thường thường gọi là chống tham nhũng hay tiếng nói nội bộ chống đảng, xây dựng đảng đó, toàn là núp bóng của mấy tay gọi là nghỉ hưu về hưu rồi ở tuổi xế chiều ở trên à. Nhiều ông có tuổi lắm, như cái ông nhà báo, tôi nhớ cái ông nhà báo Phạm Thông, ông đó cũng nổi tiếng lắm đó. Ông nhà báo đó rồi cũng có những cái diễn đàn lên rồi chàng ơi bới móc chuyện nội bộ ra cho người ta xem lưng, bới móc những cái nan đề của đất nước, bới móc ra để đặng mà
mà cho cái tổ chống cộng nó lợi dụng, đau lòng lắm chị các bạn. Tại vì cái vấn đề mà tiêu cực trong một thể chế nó bắt buộc phải có thôi à, nó bắt buộc thôi à. Tại vì nhân vô thập toàn à, những người ta là nào người ta làm tốt được người ta sẽ làm tốt thôi. Còn những người nào họ có cái lòng ích kỷ nhỏ mọn, họ không nghĩ đến lợi ích quốc gia nhiều thì họ đặt nặng về vật chất cá nhân thì nó gây ra những cái tiêu cực trong xã hội. Đó là chuyện bình thường thôi, tôi thấy vậy đó. Tôi sống ở trên cái thằng Mỹ này, nó cái đất nước, cái xã hội của nó, tôi nói chuyện mà nhìn nó bên ngoài nghe nói tư bản thì mê vậy đó, nhưng mà dướng vô rồi thì tôi nói ê chề. Nhưng mà muốn biết được những cái phía sau lưng chính trị thối nát của nó, các bạn phải có một cái sự gọi là tìm hiểu và hiểu về cái hệ thống chính trị kinh tế của nó. Khủng khiếp lắm, nó rất là khủng khiếp, nó trăm ngàn lần ở Việt Nam. Tôi nói tôi về tôi sống tôi làm việc tôi biết mà, nó chỉ là một phần nan đề của nước Mỹ thôi, một phần thôi. Bởi vì những cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lên đó, các bạn biết những cái đảng phái của nó ở hải ngoại gì, nó lên nó mê những cái thành phần mà bất mãn chế độ trong nước lắm. Còn như con Major vui vẻ đó, con có Nguyễn Hiệu Nguyễn Thu Hương đó, các bạn thấy gào thét xuyên tạc chống phá đất nước rồi gây ra những cái nói những cái chuyện rất là bất cảm, rất nó phản cảm xấu hổ. Tôi nói anh chị các bạn biết, tôi ghét nhất những cái thành phần nào mà lên mạng mà cứ phe phan tôi con nhà gạo cội cách mạng, mình phe mình hãnh diện, nếu mà mình đừng có đi ngược lại lợi ích của dân tộc thì đó là một cái điều phải nói là rất là mừng anh chị các bạn, tự hào như vậy. Còn đằng này mình phe, mình vạch áo cho người ta xem lưng, mình quay ra mình chửi lại quê hương tổ quốc, chửi lại đảng, chửi lại bác, chửi lại dân tộc thì đó là một cái sự sỉ nhục. Cái con mai giờ vui vẻ, tôi thấy cái con đó nó làm những cái điều phải nói rất là tồi bại về vấn đề chính trị. Nó đem cả một cái hệ thống gia đình của nó đem ra, xong rồi nó quay lưng trên cái cộng đồng mạng. Thấy nhiều khi cái mà tôi cảm thấy buồn nhất là gì, buồn nhiều khi những cái thành phần như cái con Major vui vẻ, nói thật ấy, mà tôi gặp mấy thành phần ở trên mạng này cũng nhiều. Các bạn biết ở trên những cái diễn đàn mà mạng xã hội khác thì tôi vào cũng vậy, nhưng mà nó cái gì nó cũng có một thời gian thôi anh chị các bạn ơi, nó sẽ đi vào sự bão hòa hết. Khi mà những cái thành phần này nó gào thét riết rồi cũng chán, các bạn thấy nhiều lắm. Mấy ông như tôi nói ở mấy cái diễn đàn mà tôi gọi là Power Talk và tôi tham gia Đức Việt 2, ông nó có cái tên là Thắng, các bạn biết cũng tao, ông đó là cũng tay gọi là bên quân đội và quân báo đó, rồi cũng chuồn khi mà Đông Đức được tiệp được nó bảo hòa, mấy ông chuồn bắt đầu quay qua xuyên tạc chống phá đất nước. Mấy cuộc đời của những người đó không bao giờ họ trưởng thành đâu anh chị các bạn. Những cái thành phần tôi nói cho các bạn xuyên tạc chống phá đất nước hay những người mà quay lưng với bác và đảng, tôi nói cho bạn, tôi đã nhìn thấy rất là nhiều, chưa có người nào ra hồn vía gì chân á. Các bạn đi tìm khắp ở trên không gian mạng này đi, tôi nói những người mà chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước chưa có một người nào mà nó ra hồn hết trơn á. Đời sống vất vả vất dưỡng, tại vì nó buông chính trị mà. Các bạn nghĩ đi, những cái thứ mà buông chính trị, bán tổ quốc, xuyên tạc, chống phá. Cái lòng trong cái tâm của tôi nó đã có những cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Và cái vấn đề mà tôi nói về đạo lý con người, về đức nhân tâm, thì cái tuổi này, cuộc đời của nó, cái buổi mà xế chiều mà khi mà nó bão hòa rồi, các bạn biết, nó vất vả, vất dưỡng. Tôi nói ngay cả cái ông Đỗ Thông Minh đó, ngày xưa ông chống ghê hồn, bây giờ sao nó bảo hòa rồi, ông nói riết rồi, nó cũ rách ông nói riết rồi, bay nhiệt đất nước Việt Nam thì càng tốt hơn, càng phát triển mạnh hơn, càng chính trị và kinh tế đất nước xã hội con người Việt Nam càng thay đổi, nó đi tới chứ đâu có đi thụt lùi đâu. Riết rồi người ta nghe nó toàn là tàu lao không, ngày xưa người ta không biết, ngày xưa như là những cái hình phần mà họ cực đoan, họ cứ xuyên tạc Việt Nam riết, họ bị ngấm ngầm ở trong đầu trong óc, các bạn thấy. Rồi bây giờ
quay ổng cũng lò mò lụm cụm về Việt Nam mấy lần đó nha. Tôi nói cho qua cái ông đổ thông minh đó đó, tại ông về xong rồi cái mấy lần sau này cái ổng bắt đầu từ từ cái ổng xìu lại, tại vì ổng thấy là cái sự chống phá của ông đó, nó không còn đúng như vậy nữa. Từ từ nó bão hòa, các bạn biết ổng mở tiệm sách, ổng bán giết rồi không ai mua hết, rồi phá sản luôn. Ở bên Nhật á có vợ hai con, rồi giờ già rồi, giờ đi được sống nhờ vào lương hưu của nước sở tại thôi. Cái những cái thành phần chống cộng, tôi nói các bạn thấy cuộc đời của ông Bùi Tính chống ghê gớm lắm. Chưa gì hết thấy thấy đất đất nước lâm nguy rồi bắt đầu bỏ chạy trước, cuối cùng qua được Pháp. Cái ông mà gọi là có cái nick hiện nay mà các bạn mà vào trong cái mạng xã hội nó gọi là Pao Thoát đó, nó gọi là Đức Việt đó. Ông đó tên là Thắng, ông đó là làm bên quân báo đó. Gia đình cũng gạo cội cách mạng đó. Bây giờ sống ở bên ông sống ở bên Đức đó, các bạn biết. Ô, lên mạng than thở, rồi lúc trước cũng mới lên cũng gần 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 lắm, tại lúc đó Pao Thoát nó phong trào nó mạnh như lúc đó chưa có Facebook livestream đồ như bây giờ. Thành ra cái không gian mạng bên Facebook một thời nó cũng mưa gió, tầm mây làm gió, nó gây đến sự bất ổn chính trị trong Việt Nam, nó gây hoang mang nhiều người lắm. Tại sao bây giờ nó cũng bão hòa rồi, bắt đầu nó chui ra ngoài Facebook để đăng mà nó làm mưa làm gió, các bạn thấy. Bởi vì lên trên mạng này cẩn thận anh chị các bạn ơi, không có tin mấy cái đây mà xuyên tạc chống phá, toàn là cái lũ khốn nạn không à. Tụi nó ấy giờ ra nó nói trên trời dưới đất, mà phải như tụi nó là những cái chuyên gia hay là doanh nhân hay là những cái người thành đạt. Các bạn thấy sống ở xứ người ta mà đi lót gạch, một thằng thì làm cu ly còn thằng các bạn thấy không, dơ là mặc đồ rồi đeo kiếng rồi làm, ô chàng ơi giống như là một trí thức ghê gớm lắm. Đấy, coi nào đấy, như cái thằng cu này nè cái thằng cu nè vô trong cái Facebook của nó đi lót gạch với ông người ta, mà các bạn biết nó xuyên tạc Việt Nam không từ một cái thủ đoạn gì ghê thiệt. Bởi vậy nhiều khi mình thấy mà thương cho cái đất nước của mình đang lại cái có người đang lại cái có người thả thả tính ok thôi mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Chàng ơi ai vậy ta, người ta đang nói chính trị mà cứ inbox nó chụp chụp hoài. Thôi xin chào anh chị các bạn, là mình sẽ like đề tài khác có khi có thời gian. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.